Hello, xin chào đại gia đình, xin chào cả nhà ha. Em quá tiếp tục lên sóng. Trước là lên một em lò vi sóng Yamagen. Em WR1701, ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin ha. Bo men không có chỉnh sửa nha. Đó, ok hết nè. Đó. Ngoại hình đẹp ha. Công suất này kia của nó là máy xô lưng nè. Điện 100V ha, 960W, 2009, ngoại hình đẹp nha, cực kỳ. Rồi, giờ em test đi. Này nó có hai cái chức năng. Một là gã đông, tức là đồ lạnh á. Hai là nấu nước, nấu hâm trà hay là cái gì bất cứ, cái gì nước á, liên quan tới nước. Đây, cái máy đo nhiệt độ em là ngoài trời là 35 độ ha. Ủa, nước mà còn nóng nữa. Rồi, 37 độ ha. Rồi em đang trên đây, em gạt qua đây. Rồi trong khi chờ đợi nó quay thì em nè, có khách thấy cái ca nó nhúng nhích không? Nó quay nè ha. Cái ca nó quay nè. Trong khi chờ đợi thì em đo ha. Bề ngang bạn này là 45. Bề ra là 30. Bề cao là 25, 24 ha. Cái này mình gã đông được, mình hấp đồ được, hâm đồ được, có thể chiên được, giống như trứng đi, giống như mình chiên trứng, mình bỏ trứng vô dĩa đâu đó, mình đưa vô là nó nổ bốc cái trứng, cái nước á, là nó chín trứng luôn, không cần dầu mỡ gì hết trơn, cực kỳ tiện lợi. Xài rồi cái là không có nó xài, chẳng hạn như nó mì đi, quý khách bỏ nước, bỏ mì vô, bấm 3 phút, 4 phút gì đó, tùy mình, 5 phút, 6 phút gì đó. Mà họ là nó chín, trời ơi, nó sướng, nó nhanh, nó mau, nó lẹ cực kỳ luôn. Thôi giờ chưa được bao nhiêu em cứ tắt luôn nè. Được cái con này là mình dặn ngược lại được nha. Hay cái là mình dặn ngược lại. Rồi. Bữa nãy là 30 mấy độ nha. Bao, mình bán là mình bao hết. Đây ha, 60 độ ha. Đó. Rồi ok chuẩn men nha. Bạn này thì em bán giá công khai là 600.000, chưa bao giờ phí ship ha. Ship toàn quốc thì bạn này 50.000. Nó có cách chỉ nè. 1 phút có gì 1 ký 1 ký 4 100 gram là 1 phút 15 như nè. Nó chỉ nè. Người ta xài rất là tiện. Cực kỳ đẹp nha quý khách của chú anh chị em. Này là 29.000 ha. Bề ra nó là cũng 29 luôn. Bề cao của nó là 18 ha. Rồi, quý khách có chú anh chị em nào thật sự có nhu cầu mua dùng xài liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Rồi, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách của chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em nha. Dạ, em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.